Hello. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi quá trưa. Lúc này bên ngoài trời đang mưa. Tôi sẽ ra đường Trần Bình Trọng mua tô hủ tiếu gõ để chữa chứng bệnh đói. Vừa đi vừa ghi cảnh trời mưa. Mưa không lớn, nước từ ở trên cao đổ xuống. Chỗ này thấp nhất, thành ra nước sẽ chảy xuống cống. Nước chảy cuồn cuộn. Tôi lội nước. Đi ra đường Trần Bình Trọng. Mưa làm cho tiết trời mát mẻ. Chỗ này cao, thành ra không có ngập nước. Lá rơi đầy đường. Mưa mịt trời. Đi ngang tỉnh xá Từ Đức. Mưa làm cho cây ướt sũng. Đi ngang tỉnh xá Từ Đức. Tôi theo đường hẻm 120 đi ra đường Trần Bình Trọng. Người đi trong mưa gió. Mưa làm lòng người rộn ràng. Người ta để rác trước nhà, một lát có xe rác đến lấy. Tôi đang che dù đi mua hủ tiếu gõ. Nước từ ở trên đổ xuống. Tôi sắp ra tới đường Trần Bình Trọng.
Tôi đã ra đến đường Trần Bình Trọng. Đây là bệnh viện Cao Thắng, bệnh viện mắt. Đi ngang nhà thờ họ Đạo Võ Quán. Nhà thờ họ Đạo Võ Quán. Ngày bầu cử trưởng khu phố 4. Nước từ ở trong nhà thờ đổ ra chảy xuống cống. Nước chảy ra cuồn cuộn. Nước chảy xuống cống. Lá bị chặn lại. Tới chỗ bán hộ chiếu gõ. Rồi, dừng mưa rồi. Đưa tôi ngăn trên tôi lấy ấy đi. Củ cải, ớt. Tôi chê dùng. Đi mua trứng gõ. Lấy miếng chặt. Ừ.
làm gì. Yếu gọ đi về rồi đang mưa rồi ra ngoài này mua yếu gọ. Bây giờ là thả bộ đi về đường Trần Bình Trọng trong cơn mưa. Nếu ra đây thì ngồi ăn, ở trên người ta có che dù. Nếu đi thẳng ra đường Nguyễn Trãi thì quẹo phải đi về hướng đông, nhưng mà tôi muốn đi tắt qua nhà thờ ra ngã sau, như vậy sẽ gần hơn. Đây là khuôn viên nhà thờ họ Đạo Chợ Quán. Lúc này học sinh chưa tan học. Trời mưa làm cho khuôn viên nhà thờ vắng vẻ. Nước chảy xuống cống. Cứ đi mua hủ tiếu gõ. Duy tắc. Ra ngã sau của nhà thờ để về nhà. Trời không có gió. Cờ không có phất. Cây cao ra trái. Nhà nguyện. Nước động lại ở bên đường. Cống nghẹt. Không có thoát nước. Cống này bị nghẹt. Nước không có chảy. Tượng thánh Martino. Phía sau nhà thờ. Ta đang đập phá để xây dựng. Ra ngã sau. Nếu đi thẳng tôi sẽ ra đường Nguyễn Biểu. Quẹo trái ra đường Nguyễn Trãi, quẹo phải ra đường Phan Văn Trị.
Duy tắt con đường nhỏ đi ngang Tịnh Xá Từ Đức. Tịnh Xá Từ Đức đã mở cửa 4 giờ mới đóng cửa. Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Hẻm 120, nếu đi thẳng thì tôi sẽ ra đường Trần Bình Trọng. Tôi theo đường hẻm này để đi nhanh về nhà. Trời cũng đã bớt mưa. Hồi sáng thì tôi đi xe bus 68 qua khu chế xuất Tân Thuận, quận 7. Nước đã rút sạch, nước đã rút khô. Đây, nước cũng đã rút khô. Đường hẻm sạch sẽ. Tôi về tới nhà. Tôi đã về tới nhà. Về. Cái bánh để trong tủ lạnh đó ông ăn không? Anh không có ăn. Bánh gì? Bánh gì để trong tủ lạnh? Bánh chuối, bánh gì đó. Cũng có hồi nãy Phượng nó đem ra ăn rồi mà. Nó ăn à? Đem ra bài ra đây nè, nó hồi nãy anh về nó có kêu anh một ăn một miếng. Chứ hồi nãy nó mua về cho nó mua cho chị nó. Chắc nó ăn với người gì ăn á, Tùng ăn á. Về tới nhà. Bây giờ bài binh bố trận. Muỗng với đũa. Thoải mái. Chua, phải lấy đồ chua. Đấy, đồ chua quá trời đồ chua. Nước lèo. Hủ tiếu.
quá trời hủ tiếu luôn. Ăn no luôn. Đây là hủ tiếu Võ Bình Dân có 25k. Chanh ớt đột chua đang đói bụng. Mà đói bụng thì ăn cái gì cũng ngon. Chợ Gầm nữa. Vừa ăn vừa nghe thời sự, nghe tin tức. Tình hình thế giới căng lắm. Thiếu tướng Lê Văn Cường bình luận quốc tế đang trực tiếp. Iran đó đang nhả quả tiễn vô Israel. Có ớt à, có đồ chua à, ngon. Tại hội trường lớn ở Geneva
con đang nó đi quan sát cho nó phải đáp được cái đó cái đấy sự lúc em học chuyên thôi thế mà được người đồng ý. Vâng, thưa chuyên gia, những mục tiêu và lợi ích nào mà Trung Quốc mong muốn đạt được thông qua việc tăng cường các quân sự với các nước láng giềng và các nước đang phát triển, và liệu điều này có ảnh hưởng đến cán cân quyền lực của khu vực hay không ạ? Thật ra mà nói thì trong một cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ nữa, thì cái nơi mà họ tranh giành lớn nhất là cái nước đã phát triển, còn 160 quốc gia. Vâng. Cái đó còn cái nước Phương Nam. Phương Nam, Trung Quốc là Phương Nam, tự nhận họ là Phương Nam, Ấn Độ là Phương Nam, Brazil là Phương Nam, Nam Phi là Phương Nam, vân vân. Thế như vậy là khi anh khổng lồ cạnh tranh với nhau, thì họ bị lôi kéo lần thứ ba thôi. Có thể nói là 150 quốc gia, Phương Nam này là cái nơi mà họ tranh thủ, cũng như ASEAN thôi ạ. Cuộc cạnh tranh giữa mình Trung Quốc thì chắc toàn mình bị lôi kéo ASEAN vì mình. Trung Quốc nó kiểu ASEAN vì mình, thậm chí Ấn Độ cũng muốn vậy, Nhật Bản muốn vậy, thế thôi bình thường thôi mà. Hổ tiếu nằm vàng hả? Tiếu gõ thậm chí là mấy hên có một Phương Nam, Nam Phi là Phương Nam, Ai Cập là Phương Nam, Ả Rập Xê Út là Phương Nam, còn ngoài dầu Iran là Phương Nam. Thế như vậy là gì? Khi hai quốc gia, hai lực lượng mà đối đầu và đối phó với nhau thì chắc chắn bất đồng
bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp, cam kết quốc tế và khu vực, không đe dọa sử dụng vũ lực hay sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Vâng, thưa chuyên gia Lê Văn Cương, việc tham gia các diễn đàn quốc tế như là diễn đàn quân sự Bắc Kinh có ảnh hưởng như thế nào đến chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Việt Nam ạ? Câu chuyện kể sang làm bằng ngoài quốc gia thì tôi nghĩ đến dân tộc quá và để mình